Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị các bạn nhé. Buổi sáng hôm nay sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn xem một mẫu xe vừa về cửa hàng. Một mẫu xe Chevrolet Cruze, sản xuất năm 2011, tên tư nhân, biển số Hà Nội. Chiếc xe này trang bị động cơ 1.6 và được BMW đang chào bán với mức giá tại salon là 255 triệu đồng. Có bao gồm phí hồ sơ vận chuyển cho anh chị các bạn trên toàn quốc rồi anh chị nhé. Và điều đặc biệt hơn ở cái mẫu xe này so với những cái mẫu xe em quay trên YouTube là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Trang bị cửa sổ trời và 4 bánh phanh đĩa. Trang bị đầy đủ cái tính năng hiện đại an toàn trên xe rồi. Túi khí này, 4 bánh phanh đĩa. Một chiếc xe trang bị cả cửa lốc. Đó. Giá rất là rẻ cho một chiếc xe 5 chỗ về đi gia đình hoặc chạy vụ xe hoa. Nhập khẩu thì nó sẽ chắc chắn hơn và nó có người sử dụng ưu tiên những cái dòng nhập khẩu nó nhiều hơn cái dòng xe Việt Nam. Đó, thì quý anh chị các bạn nhanh tay sở hữu cái dòng xe này, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0976081699 anh chị nhé. Chiếc xe còn đăng kiểm tới cuối năm 2020. Và về tổng thành nội ngoại thất của chiếc xe hoàn toàn là về sẵn sử dụng. Nó chỉ có vài chi tiết xước răm nhỏ, rất nhỏ bên ngoài thôi. Thì sau video clip em sẽ cho sơn tỉa và đánh bóng mẫu xe này để anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm sẵn sử dụng. Cam kết tại salon là không hề có ấn tượng đâm xô, tai nạn không ngập nước. Đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhé. Đây, đi vào phần đầu xe nhé. Tất cả các chi tiết ốp được chrome ở chiếc xe này là phần cụm đèn cũng như là về cái phần tay nắm mở cửa và phần về chắn mưa. Và tất cả cụm đèn là đã chủ xe đã ốp lên chrome hết rồi nhá. Đã ốp hết chrome này anh chị nhìn này. Nên là nhìn vào một chiếc xe nó vô cùng là sáng luôn anh chị này. Đó. Nó rất là sáng, nó rất là bóng nhá. Đây. Về tổng thành mặt ca lăng này. Có biểu tượng Chevrolet nhá. Biểu tượng Chevrolet. Đây. Đó. Form của chiếc xe này thì nó cũng giống như cái dòng xe Lacetti SE của Hàn Quốc. Thế nhưng form của Cruze nó sẽ đẹp hơn form của Lacetti. Và cái form mà cái chiếc xe Cruze đi sẽ chắc hơn cái dòng Lacetti SE anh chị nhá. Mà giá không chênh nhau bao nhiêu. Đấy chị ạ. À? Rất là sáng luôn nhá. Hoàn toàn cam kết mẫu xe nguyên bản, không có đâm xô gì hết. Ngoại thất mang lớp sơn màu đen. Đó, trang bị la răng đúc, 4 bánh phanh đĩa. Và xe Việt Nam thì nó chỉ là 2 bánh phanh đĩa phanh trước thôi, bánh trước thôi. Đây được trang bị 4 bánh phanh đĩa nhá. Và trang bị cả cửa lock nữa. Đây, đi tổng thành ngoại thất một vòng của chiếc xe. Đó, xe tư nhân, chủ biển Hà Nội, sang tên rất là nhanh chóng luôn. Trang bị 4 cảm biến lùi. Cảm biến lùi. Đây anh chị này, ốp hết chrome rồi nhá. Ốp đèn này, ốp cụm đèn này. Đó, một chiếc xe form dáng đẹp và về đi gia đình hoặc chạy dịch vụ xe hoa, chiếc xe nó rất là đẹp luôn mà giá lại rất là rẻ. Đây, rất là cẩn thận nhá. Chủ xe dán lên một bộ phím cách nhiệt ở bên trong. Gương này, đèn cũng như là đèn, tất cả các chi tiết kính của xe hoàn toàn nguyên bản nhá. Kính của xe nguyên bản luôn. Đây, kính xe hoàn toàn nguyên bản này. Đấy, chủ xe dán thêm một cái bộ, dán thêm một cái lớp dán bên ngoài này. Giấy bên ngoài này. Để chúng ta đi mưa thì kính nó sẽ không bị ố nhá. Kính nó không bị ố này. Đây nữa này, phần gương này. Để chúng ta đi đường nhìn rất là rõ luôn. Đó. Một mẫu xe Cruze. Rất đẹp luôn. Biển Hà Nội. Đây, về cái phần nội thất của xe này. Nội thất là nội thất da màu đen kết hợp với màu kem anh chị nhá. Màu đen kết hợp với màu kem. Đây về trần nguyên bản này. Đấy, cửa lóc đây. Lát em sẽ khởi động cái phần điện đóm của chiếc xe này cho anh chị các bạn nhìn. Để xem là điện đóm của chiếc xe này chạy có ok không. Đấy, nội thất của xe đây. Quý anh chị các bạn với cái cửa tiền là hơn 200 triệu đồng, sở hữu cái dòng xe này nó vô cùng là hợp lý rồi. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan là 0976081699 nhé. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nhé. Em xin nhấn mạnh là một mẫu xe nhập khẩu của Hàn Quốc. Đó, cửa sổ trời đây. 4 tổng lưng ở kính ở các chức năng điện đóm chiếc xe này vận hành hoàn toàn bình thường. Loan sẽ test cho anh chị các bạn xem luôn. Đó, một cái chiếc xe hệ thống keo chỉ nguyên bản nhé. Keo chỉ nguyên bản, đây. Được ốp thêm một cái gioăng bên ngoài này để đóng mở cửa nó nhẹ nhàng này. Đó, còn keo chỉ hoàn toàn là nguyên nhé, em đóng mở cửa cho anh chị luôn này. Đó, cửa đóng rất nhẹ nhá.
cam kết mẫu xe không chạy dịch vụ taxi. Đấy, form dáng xe thì form dáng đẹp. Đây. Xe đi chuẩn là 13 vạn 7 thôi. Em test thử cho anh chị các bạn nhé. Đó. Điều hòa thì rất là mát luôn. Đây, em đi số 1 thôi này. Với cái thời tiết nắng nóng ở ngoài Bắc này là bây giờ hiện tại là 35 độ C. Đây, em đi số 1 thôi, rất là mát rồi. Đây là của số này, nguyên bản nhá. Số nguyên bản luôn này. Hộp số chưa hạ anh chị nhá, yên tâm nhá. Cái về cái phần vô lăng đây. Đây, độ mờ độ nhám của xe rất là ít luôn. Vô lăng tích hợp. Các phím bấm. Xe đầu đài nguyên bản anh chị nhá. Đó, trang bị hai túi khí này, túi khí vô lăng và bên là bên phụ này. Với mặt táp lô đây, nhìn mặt táp lô rất là đẹp nhá. Táp lô ở phần nhựa táp lô này. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Đây, bốn tổng lưng là kính cho anh chị nhìn này. Đó, kính lên xuống bình thường luôn. Em cam kết là anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp cái mẫu xe này là có thể chốt được mẫu xe này luôn. Này thì bên em cho sơn tỉa một chút, đánh bóng một chút thôi là xe nó rất là đẹp rồi. Đấy. Đây về cái phần cửa sổ trời nhá. Phần cửa sổ trời đây. Đó. Đây nhá, phím bấm này. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh nhá. Không có kẹt gì luôn. Đó, rất đẹp cho một mẫu xe Cruise sản xuất năm 2011. Giá chỉ bằng một chiếc Kia Morning của Việt Nam thôi. Mà chúng ta lại sở hữu ngay mẫu xe sedan hai đầu về đi gia đình. Đó, rất đẹp rồi. Đó, anh chị các bạn nhanh tay gọi cho em Loan để được sở hữu nhé. 0976 08169, đến xem xe trực tiếp tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn Hải Dương. Sau đây anh chị các bạn cùng em test thử một chút hệ thống khoang máy của xe. Vâng, đây anh chị nhìn vào cái hệ thống khoang máy của chiếc Cruise anh chị nhá. Em quay xa hơn một chút để anh chị các bạn nhìn này. Đó, tất cả các chi tiết của xe hoàn toàn nguyên bản, cũng như hệ thống khoang máy, chân máy chưa hề có hiện tượng hạ luôn. Đó anh chị nhá, máy lổ nó rất là êm, không hề có hiện tượng là rung lắc. Tất cả các chi tiết sassi, tầng cột của xe là hoàn toàn là nguyên zin nhá. Đó, giá chỉ có 255 triệu đồng thôi, có bớt nhiệt tình cho anh chị các bạn. Và có bao gồm hồ phí hồ sơ vận chuyển luôn nhá. Đây anh chị này, với lắp cabo này anh chị nhìn này. Nỉ nắp cabo còn nguyên nhá. Nỉ nắp cabo còn nguyên này. Hệ thống máy rất đẹp luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm muốn sở hữu cái dòng sedan hai đầu này về đi gia đình hoặc chạy vụ thì liên hệ ngay cho em Loan qua số điện thoại là 0976 08169 nhé. Đó là toàn bộ chi tiết cái mẫu xe Chevrolet Cruise 2011. Động cơ 1.6 số sàn tên tư nhân biển Hà Nội. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Trang bị cửa lốc này. Đó, bốn bánh là phanh đĩa này. Rất đẹp luôn. Xem xe tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương chị nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.